ngày xưa, có hai ông bà già và một cô cháu gái sống trong ngôi nhà bằng gỗ bên cạnh mảnh vườn xinh xắn. Trong nhà còn có một con chó, một con mèo và một chú chuột nhắt. Vào mùa thu, ông già mang về một cây củ cải nhỏ và trồng trong vườn. Ngày ngày, ông ra sức chăm chút cho cây. Sáng nào ông cũng cho cây cải uống một gáo nước. Chiều nào ông cũng bắt sâu, nhổ cỏ cho cây. Cây cải cũng không phụ lòng tốt của ông, nó lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu, nó đã trở thành một cây cải khổng lồ, to chưa từng thấy. Một buổi sáng, ông già ra vườn định nhổ củ cải về cho bà già và cháu gái. Ông nhổ mãi, mà cây cải không hề nhúc nhích. Ông gọi bà già. Bà già ơi, mau lại đây, mau giúp tôi nhổ củ cải đi bà già. Bà già chạy ra túm áo ông. Ông nắm cây cải, nhổ mãi, mà vẫn không được. Bà già gọi cháu gái. Cháu gái ơi, mau lại đây, giúp bà nhổ củ cải. Cháu gái liền chạy lại, kéo áo bà. Bà túm áo ông. Ông nắm cây cải, nhổ mãi mà chẳng ăn thua gì. Cháu gái bèn gọi chó con. Chó con ơi, mau lại đây, mau giúp tôi nhổ củ cải. Chó con chạy lại, ngậm lấy bím tóc của cháu gái. Cháu kéo áo bà túm áo ông. Ông nắm cây cải, ông kéo mãi, nhổ mãi, thế mà cây cải vẫn trơ trơ. Chó con liền gọi mèo con. Mèo con ơi, mau lại đây, mau giúp tôi nhổ củ cải. Mèo con liền chạy lại, cắn đuôi chó con. Chó con ngậm bím tóc cháu gái. Cháu gái kéo áo bà túm áo ông. Ông nắm cây cải, thế là ông kéo, ông nhổ mãi, vậy mà cây cải vẫn cứ ì ra. Thế là mèo con gọi chuột nhắt. Chuột nhắt ơi, mau lại đây, mau giúp tôi nhổ củ cải. Chuột nhắt bèn chạy lại, bám đuôi mèo. Mèo cắn đuôi chó, chó ngậm bím tóc cháu gái. Cháu gái kéo áo bà túm áo ông. Ông nắm cây cải, 1, 2, 3. Cây cải gan lì đã bị kéo lên khỏi mặt đất. Tất cả sung sướng nhảy múa quanh cây cải. Nhổ cải lên, ái chà chà, lên được rồi. Video này các bạn hãy nhấn like và nhấn subscribe để theo dõi kênh của mình nhé.